Chào mừng anh em quay trở lại với Bún Review. Hôm nay hãy cùng mình tiếp tục phần 2 của Ngục Tối và Rồng nhé. Lúc này nhóm của Ezin đã được Senka dẫn xuống hang tối. Trước mắt họ lúc này sinh vật ăn não rất thông minh. Con mồi càng thông minh thì chúng càng hứng thú. Cả nhóm phải nép mình đứng sát bên vách đá tránh đường bọn chúng. May mắn là những con quái vật đã đi qua không có ý định tấn công họ. Sau đó cả nhóm đến được thành phố Chebrand bên kia cây cầu. Senka nói trên cầu có mật đạo, mọi người phải cẩn thận. Nhưng chưa nói xong, Simon đã bước lên một cơ chế phá tan cây cầu. May mắn thay, cây quyền trượng trên tay Honga có chức năng dịch chuyển tức thời trong khoảng cách ngắn. Họ liền mở cánh cổng ở cả hai đầu của cây cầu gãy thành công sang phía đối diện. Lúc này Senka đã tìm thấy nơi cất giấu mũ vàng. Anh đưa nó cho Ezin và chắc rằng anh ấy phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ nó. Nhưng lúc này một nhóm sát thủ xuất hiện do Sofina cử đến chặn họ lại. Không chần chừ, Senka lao lên nhanh chóng hạ ngục vài tên dễ dàng. Cuối cùng chỉ còn gã cầm đầu rút ra thanh kiếm với ngọn lửa xanh. Senka không chịu thua kém, hóa đỏ thanh kiếm của mình lao tới. Sau màn so tài căng go thì anh đã hạ ngục thành công hắn ta. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, những tên sát thủ bắt đầu sống lại. Vì chúng là một đội quân xác sống nên không thể bị giết. Thấy vậy cả nhóm chỉ có thể tìm đường trốn khỏi đây. Nhưng họ chỉ vừa mới chạy trốn thì một cơn gió lạ thổi cả nhóm bay ngược trở lại. Bỗng một đôi mắt đỏ rực xuất hiện trong bóng tối. Thì ra đó là một con rồng đỏ, nhưng lại là một con rồng thừa cân vì ăn quá nhiều. Rồng béo thấy thức ăn ngon được giao đến tận nhà liền bắt đầu tấn công. Nó không di chuyển bình thường được nên chỉ có thể lăn đi. Trước khi cả nhóm bị tớp thì Simon đã mở cổng đưa mọi người ra khỏi nơi nguy hiểm. Rồng béo vẫn không bỏ cuộc mà cố bám lấy một bên cây cầu. Lúc này chỉ còn mỗi Ezin sắp chui vào miệng rồng. Thấy vậy Senka liền cầm gươm nhảy lên đâm thẳng vào đầu con rồng làm nó ngậm miệng lại. Nhân cơ hội mọi người nhanh chóng trốn sang phía đối diện. Không ngờ con rồng béo lại vồ tới và chặn họ tại một ngõ cụt. Đã thế, nước trong hang đang ngày càng được bơm đầy lên. Lúc này Ezin nghĩ ra một cách là cho Honga chọc tức con rồng. Sau đó để Simon tận dụng phép thuật tạo ra ngọn lửa. Qua đó tiếng gầm lớn của con rồng đã tạo ra một vụ nổ lớn làm vỡ tung hang động. Cả nhóm thoát lên khỏi mặt biển và Senka đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó anh chia tay mọi người, và bây giờ số phận của mọi người sẽ phụ thuộc vào Simon. Lúc này Simon đội mũ vàng vào, thì tất cả không gian đều ngưng động và gặp được tổ tiên của mình. Nhưng bất ngờ Simon đã bị ông ấy đánh bay khỏi không gian đó. Hóa ra để sử dụng được mũ vàng, Simon cần phải được chấp thuận. Sau đó anh quyết định thử lại nhưng kết quả vẫn vậy. Cho đến khi trời tối vẫn không nhận được sự chấp thuận của mũ vàng. Mọi người bắt đầu thấy thất vọng và thấy rằng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đúng lúc này Honga đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Thời điểm này các gia đình đang chuyển vô số kho báu đến kho tiền của Neverwinter, nên họ có thể đặt cổng dịch chuyển để lèn vào căn phòng sau cánh cổng bị phong ấn đó. Thế là họ mua một bức chân dung của một người trên đường. Sau đó mở một cổng dịch chuyển tại bức tranh đó và Ezin sẽ gắn nó ngược lại chiếc xe vận chuyển. Tiếp theo Dozik đi vào dán lại bức tranh để ngụy trang và biến thành một con ruồi rời đi. Nhưng không may là bức tranh được chuyển vào kho lại bị lật úp xuống sàn. Thế là khi mọi người mở cánh cổng ra chỉ thấy nền nhà xi măng mà thôi. Ezin trở nên bất lực đã phải điều chỉnh kế hoạch. Trong khi để Dozik đục trên mặt sàn nhà để tạo khoảng trống cho cô ấy đi qua đó, thì Ezin sẽ lẻn vào lâu đài với sự giúp đỡ của ảo ảnh Simon. Kết quả là Simon bị méo mất một chân, còn Ezin cũng bị biến dạng vì ảo ảnh. Nhưng may mà họ thành công đi vào thành mà không bị phát hiện. Simon và Honga sẽ đi tìm kho tiền, còn Ezin sẽ đi tìm con gái. Lúc này hai người đã bị binh lính phát hiện đuổi tới một nhà rèn vũ khí. Để câu giờ cho Simon thì Honga sẽ một tay xử lý đám linh canh này. Thậm chí cô còn được bắp sức mạnh với cây rìu đầy nóng hổi này. Lúc này thì Simon đã tìm được kho tiền. Ngay sau đó lính canh đã kéo tới buộc Simon nhanh chóng đội mũ vàng vào. Lập tức thời gian dừng lại và tổ tiên lại đến trước mặt anh. Lần này Simon cuối cùng cũng hiểu được và đấm người tổ tiên trước mặt mình. Thì ra đó chính là thử thách chính bản thân của anh mà thôi. Lúc này Simon đã sử dụng được mũ vàng và hất bay đám lính chỉ bằng một cái hất tay. Khi cửa hầm từ từ mở ra thì Simon và Honga lại không thấy gì cả. Ở phía bên kia Dozik cuối cùng đã đào được lỗ nhỏ và biến thành con giun đi vào cánh cổng. Cô thấy đây chứa rất nhiều đồ vật nhưng không phải là châu báu. Những tiếng reo hò trên đầu thì Dozik nhận ra rằng cô đang ở dưới đấu trường. Các kho báu đang được lính canh chất lên tàu trong các thùng hàng. Trong khi Dozik đang tò mò nhìn về phía đó thì đã bị lính canh đánh bất tỉnh. Đồng thời Simon và Honga cũng rơi vào bẫy của Sofina bị bắt bởi ma thuật bóng tối. Lúc này Ezin cuối cùng đã tìm thấy phòng của con gái mình. Đứng trước sự bất bình của Kira, anh không phủ nhận. Nhưng với chân thành của mình thì anh đã được con gái tha thứ. Ngay khi bầu không khí của tình cha con chia cách được gặp lại, thì bất ngờ người trước mắt chỉ là ảo giác của Sofina và Ezin lập tức bị bắt lại. Đối mặt với một tình huống sinh tử, Ezin chấp nhận tham gia cuộc thi do Sofina tổ chức. Ngay khi tiếng còi vang lên thì cả nhóm Ezin đã bị đưa ra đấu trường. Simon và Dozik đã được đeo vòng tay ngăn chặn ma thuật. Lúc này vô số bức tường đá mọc lên từ mặt đất tạo thành một mê cung. Sau đó một con báo đen được thả ra trong mê cung để truy lùng mọi người. Có một số hộp bên trong cung cấp vũ khí cho những kẻ tham gia. Nhưng một trong số đó lại là một con quái vật. Dozik kịp thời giải cứu cho Honga và bắt đầu chạy trốn. Nhưng Dozik vô tình bị đẩy dính tay vào một miếng thạch dính. Thế là Honga giúp kéo cô ra thì bất ngờ chiếc vòng tay đã được cởi bỏ. Ở phía bên kia Ezin và Simon đã bị con báo đuổi kịp. Đúng lúc cái chết cận kề thì chuông reo làm mê cung thay đổi.
Sau đó mọi người đã đến lối ra và chỉ cần trốn trong lồng sẽ vượt qua cấp độ. Nhưng Ezin hiểu ra đây chắc chắn không phải là lối ra khỏi lâu đài. Ngay cả sau này đó sẽ có những cấp độ khác chờ mọi người cho đến khi họ chết. Lúc này Dozik nhìn vào lòng bàn tay của mình và đột nhiên nghĩ ra một cách. Mọi người liền theo cô đến miếng thạch, tận dụng thời điểm chuông reo sẽ xông vào đó. Sau đó di chuyển ngầm trong đấu trường để tìm cơ hội trốn thoát. Ngay khi con báo đen lao tới thì cả nhóm liền nhảy vào trong. Sau đó Dozik hóa thành con rắn dễ dàng ra khỏi miếng thạch khổng lồ. Tiếp theo là kéo ba người còn lại ra ngoài. Lúc này chuông lại vang lên nên mọi người liền chạy ra khỏi đây. Họ đi đến một nhà kho và Dozik nhận ra đây là nơi cô đã đến qua cổng. Sau đó mọi người liền đột nhập lên tàu của Ford đang ở gần đây. Lúc này hắn đang vội vã chạy về phía bến tàu với Kira trong sự hoảng loạn. Điều hắn không ngờ là nhóm của Ezin đã chờ sẵn ở đây. Trước sự vạch trần bản chất của Ezin thì Ford đã đe dọa tính mạng của Kira. Ngay khi mọi chuyện trở nên căng thẳng thì Honga đã ném một củ khoai tây trúng mặt hắn ta. Cả nhóm liền vội vã trở lại thuyền và Simon liền dùng phép thuật nhanh chóng đẩy con thuyền ra khơi. Nhưng mọi người chưa đi được bao xa thì bầu trời Neverwinter dần bao phủ bởi những đám mây đen. Có vô số làn khói lạ đang cắm xuống thành phố. Thì ra đí là Sofina với chiếc sừng kêu gọi phép thuật tạo ra đội quân sắc sống. Nếu không ngăn chặn cô ta lại, thì người dân Neverwinter sẽ bị biến thành đội quân của cô ta. Sau khi đứng ngồi không yên, nhóm Ezin quyết định quay lại cứu lấy Neverwinter. Lúc này Sofina đang lẩm bẩm câu thần chú và lơ lửng giữa không trung. Từng đám khói đỏ nhanh chóng lan tỏa dọc theo chiếc sừng rồng. Lúc này một cơn mưa vàng từ trên trời rơi xuống. Thì ra là Simon đã sử dụng cổng dịch chuyển kho báu trên tàu đi qua khinh khí cầu. Ngay lập tức toàn bộ khán giả tại đấu trường trở nên vô cùng phấn khích chạy khỏi đó nhặt vàng. Đấu trường đông đúc lập tức thành trống rỗng trong giây lát. Thấy rằng bước đi lớn cuối cùng sắp thất bại nên Sofina vô cùng tức giận. Bên này Ezin nhờ con gái giấu tấm thẻ bằng một chiếc vòng cổ tàng hình. Ngay sau đó vô số quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống. Sofina xuất hiện bắn thứ ma thuật xanh tới mọi người, làm con rồng điêu khắc ở đài phun nước được thức tỉnh. Ngay lập tức Dozik biến thành thú đầu mèo lao tới vật lộn với nó. Tuy nhiên cô nhanh chóng bị đánh bại. Ezin liền dụ con rồng lao tới và che tầm nhìn của nó chỉ bằng một tấm vải. Nhưng anh nhìn xuống thì chân anh đã bị kéo theo bởi sợi dây. Ngay khi Ezin chuẩn bị lấy mạng thì Dozik đã bắn một củ tỏi trúng đầu Sofina ngăn chặn thành công. Khi Honga và Ezin lao tới thì đã bị cô ta nhốt trong bong bóng ma thuật. Sau đó triệu tập một bàn tay quỷ to lớn để tóm lấy Doric, nhưng bất ngờ đã bị ngăn lại bởi bàn tay đá do Simon điều khiển. Sau đó hai bàn tay bắt đầu vật lộn, nhưng Simon vẫn chưa đủ mạnh và bị cô ta đánh bại sau đó. Nhân cơ hội những người còn lại đã khống chế Sofina tấn công cô ta. Tuy nhiên Sofina dễ dàng thoát ra và giải phóng phép thuật dừng thời gian. Ngay sau đó mọi người đứng yên như tượng điêu khắc. Sofina tức giận đi về phía Ezin trước. Cô ta muốn cho anh một nỗi đau vĩnh viễn và làm cho cuộc sống của anh tồi tệ hơn cái chết. Nhưng bất ngờ sau đó Ezin đã bình thường trở lại. Thì ra họ đã lên kế hoạch trước cho mọi thứ. Kể từ lần trước anh bị trúng phép thuật của sự ngưng động thời gian, thì Simon đã tìm ra cách để hóa giải nó. Tất cả điều này chỉ để đánh lừa sự chú ý của Sofina mà thôi. Bất ngờ hơn là Kira đã đeo cho cô ta một chiếc vòng tay ngăn chặn ma thuật. Ngay lập tức Sofina đã bị Dozik hành hạ không thương tiếc. Ngay khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì họ thấy Honga đang ngồi một bên. Một con dao găm sắc bén đã đâm vào ngực của cô ấy. Khoảnh khắc Ezin nhìn người đồng đội đã sát cánh chiến đấu cùng mình đang chết dần. Những ký ức mà anh từng có với cô ấy lại tái hiện trong tâm trí. Kira chưa bao giờ gặp mẹ ruột của mình, nên từ lâu cô bé đã coi Honga như một người mẹ của mình. Lúc này Ezin với đôi mắt ngấn lệ không còn do dự nữa. Anh nhận ra rằng quá khứ nên buông bỏ thôi, vì vậy anh ấy đã lấy tấm thẻ bài ra khỏi túi của mình. Tấm thẻ bài với khả năng hồi sinh một người và một lần duy nhất. Lần này anh không luyến tiếc quá khứ nữa mà đã quyết định dùng nó mang Honga trở lại. Sau những hành trình dài đằng đẵng cho cuộc giải cứu, thì chúa tể thật sự của thành phố Neverwinter cũng hồi phục sức khỏe trở lại. Ông ấy đã trao huân chương danh dự cho cả nhóm Ezin. Còn gã Ford đã bị bắt và bị tống vào nhà tù nơi Ezin từng bị giam giữ. Thậm chí thẩm phán bác bỏ lời thú nhận vô tội của hắn ta trong ngày ân xá. Khi đứng dậy rời đi, Ford tính chạy trốn, nhưng không ngờ các cửa sổ đã thay thế bằng bức tường đá từ lâu. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu thấy video này hay thì đừng quên để lại một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất.